Anh Bảy, anh Bảy Huệ, em Dung Dung à, em Bảy Huệ, anh Dung Dung cho ké Phương Linh Mỹ Tho vô cái rồi đó, ba anh em đi. Có hai đứa hạnh phúc ghê không đó. Có em Bảy với em Dung Dung hạnh phúc ghê chưa. Đồn gì tao quay vậy, đồn gì thấy không? Tháng 7 cô Dung đây về Việt Nam để làm gì, làm từ thiện. Dung nấu trà giữ ngang chè ha, ở này kêu là chè. Đây em Dung Dung 14 âm lịch, 14 âm lịch của tháng 7 năm Nhâm Dần, Dung Dung về Việt Nam nấu chè giữ ngang để trao cho bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện ha, đa khoa. Mau hết bệnh rồi về nha quý vị. Nói lợi rồi chị.